Các thành phố lớn trên thế giới đang chuẩn bị chào đón năm mới 2020 bằng nhiều chương trình hấp dẫn. Tại New York, sáng thứ Hai 30 tháng 12, ban tổ chức lễ thả quả cầu mừng năm mới nổi tiếng ở Times Square cho chạy thử quả cầu lần cuối. Sau màn đếm ngược thử và kéo công tắc điện, quả cầu khổng lồ gồm 32.256 bóng đèn LED và 2.688 tấm pha lê rực sáng. Sau đó, quả cầu từ từ leo lên cây cột cao 130 foot trên nóc tòa tháp Times. Ông Tim Tompkins, chủ tịch Times Square Alliance, nơi đồng tổ chức buổi lễ cùng với công ty Countdown Entertainment, cho rằng đến đây để ngắm quả cầu được thả xuống là một dịp đặc biệt. Đây là một trong những lúc hiếm hoi trong đời và trên thế giới mà mọi người cùng đến với nhau để mừng những người và những thứ mà họ yêu quý, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho thế giới và hy vọng cho tương lai. Năm nay, giáo viên khoa học và học sinh của các trường công ở thành phố New York sẽ là khách mời đặc biệt của buổi lễ. Đó là vì suốt năm qua, biến đổi khí hậu là chủ đề lớn, và tất nhiên, tương lai nằm trong tay thanh niên. Họ là những người yêu cầu phải hành động và đưa ra được giải pháp vì họ hiểu biết khoa học. Theo dự trù, hơn 1 triệu người sẽ dự lễ Countdown ở Times Square vào đêm 31 tháng 12. Trong khi đó, tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, công việc chuẩn bị đón năm mới cũng hết sức tất bật, nhất là trên bãi biển Copacabana. Đây sẽ là trung tâm đón mừng năm mới của thành phố, dự trù thu hút hơn 2 triệu người đến xem màn bắn pháo bông dài 15 phút và cùng nhảy múa trên bãi biển. Chính quyền Rio de Janeiro sẽ triển khai thêm hàng ngàn cảnh sát viên tại những điểm quan trọng để bảo đảm an ninh cho người dân cũng như du khách đón năm mới. Tại London, hôm thứ Hai, hơn 12.000 quả pháo bông được 3 chiếc phà lớn chở trên sông Thames đến những nơi bắn pháo bông mừng năm mới. Khoảng 2.000 quả sẽ được bắn từ vòng đu quay London Eye. Số còn lại sẽ được bắn từ những chiếc phà neo ở một địa điểm giữa sông Thames. Được biết, chủ đề chương trình bắn pháo bông năm nay là thập kỷ mới của Anh Quốc, mừng 10 năm phát triển vừa qua của nước này, cũng như hướng tới năm 2020, với trọng tâm là giải vô địch bóng đá châu Âu. Trong khi đó, tại quảng trường Covent Garden của London, hàng chục nghệ sĩ tập dượt lần cuối cho diễn hành năm mới. Đây là năm thứ 32 London tổ chức chương trình này. Cuộc diễn hành sẽ diễn ra vào ngày đầu năm 2020 và sẽ gồm hơn 10.000 nghệ sĩ từ khắp thế giới. Tại thủ đô Berlin của Đức, cổng Brandenburg cũng nhộn nhịp chuẩn bị đón năm 2020. Nhưng năm nay sẽ không có chương trình bắn pháo bông nổi tiếng. Mỗi năm vào đêm giao thừa dương lịch, người dân địa phương cũng như du khách tập trung ở công trình biểu tượng này để đón năm mới. Xung quanh đều có sân khấu, ban nhạc và quầy bán thức ăn. Và đến nửa đêm, bầu trời Berlin rực sáng pháo bông, không chỉ từ cổng Brandenburg mà còn từ nhà dân, công viên, đường phố lớn nhỏ đến tận bình minh ngày đầu năm. Nhưng năm nay, chính quyền thành phố đã ban hành lệnh cấm đốt pháo bông cũng như pháo thường. Lệnh cấm có hiệu lực từ 6 giờ chiều ngày 31 tháng 12. Nhưng người dân có vẻ như sẽ không tuân thủ lệnh cấm. Có thể dự đoán điều này qua cảnh xếp hàng đông đúc bên ngoài một nơi bán pháo bông ở thị trấn Idorf để chờ mua những hộp pháo bông lớn. Còn tại Berlin, những cửa hàng bán pháo bông vẫn bán đắt như tôm tươi. Khách hàng cho biết tại sao họ sẵn sàng vi phạm lệnh cấm. Mỗi năm có một lần . Tại Úc, hôm thứ Hai, Sở Cứu Hỏa Nông thôn New South Wales loan báo chương trình bắn pháo bông mừng năm mới ở Sydney vẫn diễn ra như thường lệ, mặc dù có nhiều người kêu gọi hủy bỏ vì cháy rừng đang lan tràn tiểu bang này. Đến cuối ngày thứ Hai, thư kêu gọi hủy bỏ chương trình này để dành tiền cho nông dân và lính cứu hỏa đã nhận được hơn 270.000 chữ ký. Được biết, Sở Cứu Hỏa đã ban hành lệnh cấm đốt pháo trong toàn tiểu bang, ngoại trừ màn bắn pháo bông ở cảng Sydney. Theo dự trù, hàng trăm ngàn người sẽ có mặt quanh cảng để xem một trong những màn bắn pháo bông mừng năm mới đẹp nhất thế giới.